Angela Phương Trinh bị Natalie đào phốt sau màn cầu hôn của Cao Thái Sơn. Mấy ngày nay, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao về màn cầu hôn của Cao Thái Sơn với Angela Phương Trinh. Thậm chí, nữ diễn viên còn tuyên bố sẽ sinh con cho đàn anh. Ngay sau đó, Natalie, kẻ thù truyền kiếp của Cao Thái Sơn lại bất ngờ đăng đàn mỉa mai bằng bức ảnh chụp chung với Angela Phương Trinh và lời cảnh báo, cẩn thận đừng chọc anh. Mới đây, Natalie lại tiếp tục đăng đàn ẩn ý. Lần này, nhiều người cho rằng Natalie đang muốn nhắm tới Angela Phương Trinh. Cụ thể, trong bài đăng mới, Natalie viết, Singapore tháng 3 năm 2014 có nhiều trò hay lắm, bớt diễn tuồng chưa mấy đứa. Đi kèm với đó là hình ảnh một đôi chân dài nuột nà bên cạnh là đống đồ hiệu. Không những vậy, Natalie còn gắn hashtag, mèo mã gà đồng, dĩ vãng dơ giấy, dễ gì giấu giếm. Dòng trạng thái của Natalie khiến cộng đồng mạng nhớ ngay tới phốt mà Angela Phương Trinh dính phải vào năm 2014. Thời điểm đó, người đẹp đã chia sẻ nhiều hình ảnh trong chuyến đi Singapore và cho biết bản thân sang là để quay quảng cáo cho một thương hiệu điện tử với trị giá hợp đồng lên đến 45.000 đô la Mỹ, gần 1 tỷ đồng. Thế nhưng ngay sau đó, Angela Phương Trinh lại bị cư dân mạng bóc phốt nói dối. Nguyên nhân là do hình ảnh đăng tải kèm trong phần thông tin lại được lấy từ buổi casting phim điện ảnh thời điểm đó bên cạnh một đại diện Hàn Quốc tại Việt Nam. Hình ảnh này được công ty tổ chức buổi casting đăng tải trước đó trên website. Ngay sau đó, Angela Phương Trinh đối mặt trước nghi án nói dối để đánh bóng tên tuổi bản thân về hợp đồng tiền tỷ. Trước đó, Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn đều có động thái như đáp trả. Không hề đã động đến Natalie, Cao Thái Sơn lại viết trên trang cá nhân đầy tự tin rằng nói một câu chắc nịch, ai mà cưới mình thì chỉ có hạnh phúc. Tất cả tài sản cũng là của nhau, không cần phải nghĩ. Đi du lịch khắp thế giới và mình sẽ chăm sóc cơm bưng nước rót tận giường. Tự tin món nào cũng nấu ngon, chiều chuộng người mình thương. Nếu là số 2 thì không ai số 1. Bờ vai này có độ vững chắc để em tựa vào không, Angela Phương Trinh. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, Cao Thái Sơn đã chỉnh sửa bài viết, không còn đả động tới chuyện tài sản của chung đi du lịch, nói một câu chắc nịch, ai mà cưới mình chỉ có hạnh phúc, mình tự tin món nào nấu cũng ngon, chiều chuộng người mình thương yêu, nếu là số 2 thì không ai là số 1. Bờ vai này thích mặc áo trắng nên em cứ tựa vào lòng anh là được, Angela Phương Trinh. Còn Angela Phương Trinh cũng chia sẻ bài viết Cao Thái Sơn khẳng định, ai cưới anh chỉ có hạnh phúc, kèm lời nhắn gửi, I love you baby, em yêu anh. Có vẻ như cả hai không màng đến lời cảnh cáo của Natalie mà vẫn say sưa thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương. Trước đó, trong đoạn clip mà giọng ca Con đường mưa đăng tải, Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh đều cầm ly rượu. Nam ca sĩ đặt ra thử thách cho cả hai cùng uống. Nếu bây giờ mà uống hết ly này, lúc con trai đang ngập ngừng suy nghĩ, mẹ Cao Thái Sơn liền nói, em có đồng ý lấy anh không? Khiến cả bàn phì cười vì câu nói đầy hài hước vừa tạo cơ hội cho con trai. Tiếp theo đó, diễn viên Mùi Ngò Gai cũng đáp, mẹ chồng đồng ý như vậy thì con gái hạnh phúc biết bao ạ. Cuối cùng, cả giọng ca sinh năm 1985 và người đẹp sinh năm 1995 cùng uống rượu giao bôi. Thử thách mà Cao Thái Sơn đặt ra là ai uống hết tức là người đó muốn kết hôn với đối phương. Còn không có suy nghĩ đó thì không cần uống. Thế là cả hai nhân vật đều uống cạn. Angela Phương Trinh khiến mọi người đều bất ngờ vì cũng có ý định kết hôn sinh con với đàn anh. Chưa dừng lại ở đó, một đoạn clip khác, Angela Phương Trinh xác nhận em với anh Sơn sẽ sinh con trai trước, con gái sau. Ngay lúc này, mẹ Cao Thái Sơn cũng ở đó và chỉ nhìn cô con dâu mới và cười. Bà cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra khi các con vừa có màn cầu hôn chớp nhoáng. Ngay lập tức đã hứa hẹn sinh con, chức danh bà nội bỗng nhiên đến quá bất ngờ. Ngoài ra, trong lúc nâng ly với mọi người, nữ diễn viên còn gọi nam ca sĩ bằng chồng rất thoải mái. Đây là một cặp đôi đẹp, cả hai đều rất xứng khi bên nhau. Nhiều khán giả ủng hộ họ về chung nhà, nhưng không ít người cũng chia sẻ câu chuyện cũ mà bà mẹ nhí từng hứa hẹn. Con nguyện không liên hệ tình dục với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực, không có những cam kết hôn nhân chính thức lâu dài. Được biết, Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh từng đóng chung MV Yêu Thương Quay Về khoảng 13 năm trước. Đến thời gian gần đây, cả hai mới tái ngộ, nhưng tình cảm dành cho nhau khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Cao Thái Sơn liên tục gọi bà mẹ nhí là người yêu cũ và dành lời có cánh khi nói về Angela Phương Trinh. Liệu rằng những hứa hẹn trong buổi ăn uống chỉ là đùa vui hay tương lai cả hai sẽ thực hiện như lời nói?